Tại sao hầu hết chúng ta lại cảm giác có nhiều tiền và sự thật đúng là chúng ta có nhiều tiền hơn, thu nhập cao hơn vào những cái thời kỳ mà thị trường bất động sản tăng trưởng? Bạn thân mến, bạn không nghe nhầm đâu, bạn chỉ cần xem hết cái video này, tôi cam kết rằng bạn sẽ hiểu được cái vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế của đất nước chúng ta ở cái thời điểm hiện tại nhé. Vỗ tay. Trước đây hầu hết mọi người chỉ hiểu đơn thuần rằng một căn nhà chỉ là một căn nhà và nhà chỉ đơn thuần là để ở thôi. Cái điều đó nó đúng. Nhưng ở trong cái video này, ngày hôm nay chúng ta đang nói về tiền. Vậy thì chúng ta hãy xem, chúng ta hãy mặc định là một căn nhà đó là một khoản tiền, là một đống tiền. Đó, thì để chúng ta phân tích xem là cái căn nhà đó, cái đống tiền đó nó có cái vai trò quan trọng như thế nào trong cái vòng tròn lưu thông tiền tệ của nền kinh tế nhé. Giả sử một người vác 2 tỷ đồng từ nhà của anh ta đến công ty phát triển bất động sản để mua một căn nhà, thì rõ ràng cái hành động đó nó tạo ra hai cái giá trị. Một là nó mang lại cái giá trị sở hữu bất động sản cho anh ta. Hai là bản chất là cái số tiền 2 tỷ đồng đó đã được đưa vào lưu thông trong vòng tròn tiền tệ của nền kinh tế đó. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là nếu ngược lại đi, câu hỏi đặt ra ngược lại là nếu anh ta không dùng số tiền đó để đi mua bất động sản thì sao? Thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là anh ta vẫn sẽ để tiền ở trong két, để tiền ở dưới gầm giường trong nhà của anh ta. Và trường hợp thứ hai đó là anh ta vác cái số tiền đó đến ngân hàng để gửi tiết kiệm. Thì trường hợp một thì chúng ta sẽ không đề cập ở đây, bởi vì chắc chắn tiền đó là tiền không được lưu thông trong vòng tròn tiền tệ của nền kinh tế rồi. Nó là một cái đồng tiền, nó là một cái khoản tiền gần như là khoản tiền không có giá trị gì đối với nền kinh tế. Ở trường hợp thứ hai, khi mà anh ta gửi tiết kiệm thì nó sẽ có thể là ngân hàng mà anh ta gửi tiền tiết kiệm đó tạo ra được dư nợ một phần hoặc là toàn phần, hoặc là không tạo ra dư nợ, tức là không cho vay được từ cái số tiền 2 tỷ đồng của anh ta. Thì bản chất là nền kinh tế, vòng tròn tiền tệ của nền kinh tế đã mất đi 2 tỷ đồng lưu thông, mất đi toàn bộ hoặc là một phần của 2 tỷ đồng trong cái vòng tròn tiền tệ lưu thông. Bạn thân mến, bạn đừng quên một điều rằng hành vi, cái thói quen, cái đặc trưng tiêu dùng của người Việt Nam chúng ta nói riêng, và mình nghĩ rằng hầu hết tất cả mọi người trên thế giới này, khi mà có tiền ấy, thì họ sẽ mua bất động sản, họ sẽ mua các loại hình bất động sản khác nhau. Đó, thì nói tóm lại thì cái đặc trưng của bất động sản là nó kích thích cái khả năng, cái hành vi tiêu dùng rất lớn của mọi người. Các bạn nhìn thấy đấy, trong vòng 2 năm nay, từ năm 2022 đến năm 2024, thị trường bất động sản tăng trưởng dẫn đến cái việc là rất rất nhiều người tham gia vào việc đầu tư bất động sản. Đó, thì rõ ràng là vào cái thời kỳ bất động sản tăng trưởng thì mọi người có xu hướng là rút tiền của họ, cầm tiền của họ đi để mua bất động sản. Và khi mà mua bất động sản rồi thì cái số lượng tiền đó sẽ được lưu thông trong vòng tròn tiền tệ. Và khi đó chúng ta cảm giác là toàn bộ thị trường nó có rất là nhiều tiền, và cái khả năng tiếp cận tiền, tức là cái thu nhập của chúng ta nó cao hơn, nó nhiều hơn và nó dễ dàng hơn so với những cái thời kỳ mà thị trường bất động sản đi xuống, hoặc là thời kỳ mà bất động sản đứng yên. Các bạn thân mến, cũng là một cái ví dụ bên trên, cũng là một cái người cầm 2 tỷ đồng đi để mua một căn nhà, thì chúng ta hãy phân tích cái điều gì sẽ xảy ra nếu cái giao dịch đó thành công nhé. Khi mà cái giao dịch đó thành công thì nhà phát triển, chủ đầu tư phát triển bất động sản thì người ta sẽ có 2 tỷ đồng. Khi mà người ta có 2 tỷ đồng rồi thì người ta sẽ dùng cái số tiền đó, người ta sẽ trả một phần hoặc là toàn bộ. Và khi chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản có tiền rồi thì họ sẽ dùng cái số tiền đó để thanh toán cho các công ty thiết kế, tư vấn xây dựng các cái tòa nhà, các cái khu đô thị, thanh toán tiền hàng, tiền cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các nhà máy sản xuất như là xi măng, sắt thép, TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, vân vân mây mây, rồi thanh toán tiền lãi cho ngân hàng, trả tiền lương thưởng cho các công ty, các nhà máy có
tiền rồi, nhận được tiền rồi thì họ sẽ tái đầu tư và lại dùng một phần cái số tiền đó để thanh toán cho các cái đối tác cung cấp các cái sản phẩm nguyên vật liệu, hỗ trợ họ trong cái việc sản xuất ra những cái sản phẩm cuối cùng. Rồi những cái công ty đó lại thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên, và khi anh em cán bộ nhân viên có tiền rồi thì lại đưa gia đình đi mua sắm, đi du lịch. Đó, thì khi đó là các công ty du lịch, các công ty lữ hành lại có tiền. Và một cái điều đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ, những người dân địa phương ở những cái nơi có danh lam thắng cảnh, có những cái địa điểm du lịch đó lại có thêm tiền từ cái hoạt động chi tiêu này. Là một người thông minh, khi mà nghe đến đây thì chắc chắn bạn đã nhận ra được một điều gì đó, phải không? Bạn thân mến, chúng ta hãy kỳ vọng thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ nữa lên. Bạn đừng lo là bạn không mua được nhà khi mà thị trường bất động sản tăng trưởng nóng. Bạn ạ, bạn đừng lo cái điều đó, bởi vì ở Việt Nam không giống như các quốc gia khác, chúng ta ai rồi cũng sẽ có nhà mà thôi. Nếu chúng ta nắm bắt được cái nhịp của thị trường, nếu chúng ta tập trung vào cái công việc của mỗi người để tạo ra một cái nguồn thu nhập cao hơn, khi đó chúng ta có tài chính rồi, chúng ta có tiền rồi, chúng ta sẽ mua bất kỳ cái căn nhà nào, bất kỳ ở thời điểm nào, bất kỳ nơi đâu mà chúng ta muốn. Bạn thân mến, có thể bạn sẽ không còn gặp thấy tôi nữa nếu bạn không follow tôi, không nhận theo dõi kênh của Bùi Tuấn TV. Chính vì vậy, ngay bây giờ các bạn hãy like và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.